Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang trải qua một tuần có vận trình hung cát đan xen. Vận trình công việc của bạn khó gặp được như ý khi có thể phải đương đầu với không ít khó khăn và thách thức. Mọi thứ đang đi theo quỹ đạo mà bạn mong muốn nhưng bất chợt nảy sinh vấn đề khiến cho bạn trở tay không kịp, trở nên lúng túng và không biết phải giải quyết như thế nào. Nhất là thời điểm giữa tuần với bạn tuổi Tý phải đối mặt với thương quan chiếu mệnh khiến cho bạn cảm thấy mọi khó khăn như đang dồn nén hết lên vai của mình. Thay vì trách mắng hay là đổ lỗi cho ai đó thì bạn tuổi Tý nên bình tĩnh để nhìn nhận lại tình hình cái đã. Bù lại, về phương diện tài chính của bạn tuổi Tý trong tuần mới này lại được ổn định, cũng vớt vát được phần nào tâm trạng của bạn trong tuần. Tuy nhiên, tiền bạc không rủng rỉnh, nhưng về cơ bản là không phải lo nghĩ nhiều như trước nữa và bạn tuổi Tý có thể tập trung vào các dự án đang còn dang dở ở tuần trước, tránh để chúng kéo dài thêm sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn đã có được những tiến triển tốt đẹp. Một số người may mắn sẽ tìm được tình yêu của mình trong các cuộc hội họp với bạn bè và bạn rất hào hứng khi tham gia các cuộc giao lưu vừa để giải tỏa tâm lý, vừa mang lại cơ hội để kết bạn, có thể tìm được người thầm thương trộm nhớ ở nơi đó. Đời sống vợ chồng của các cặp đôi trong tuần mới này cũng khá chi là hòa hợp nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy bạn tuổi Sửu đang trải qua một tuần có hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới con đường công danh, sự nghiệp của bạn. Bạn tuổi Sửu, bạn biết cách phát huy khéo léo thế mạnh của bản thân mình để đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng nữa. Cái khoảng thời gian giữa tuần là thời điểm công danh của bạn được tỏa sáng nhất, thậm chí bạn còn có được cơ hội để thăng tiến và trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng nhờ vào sự giúp đỡ của chính ấn và chính quan hỗ trợ cho bạn. Và với bạn tuổi Sửu, khoảng thời gian cuối tuần là thời điểm vượng phát cho những bạn làm kinh doanh buôn bán khi bạn đang có được chính tài phù trợ. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu vẫn cần phải cảnh giác những kẻ tiếp cận với mình đang có ý đồ xấu nhằm hãm hại mình. Đặc biệt là không nên đưa ra quyết định về đầu tư vội vàng vào thời điểm đầu tuần khi có sự xuất hiện của kiếp tài khiến cho bạn rất dễ bị thua lỗ. Với sự xuất hiện của ngũ quỷ hung tinh cảnh báo cho bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, chớ nên chủ quan với sức khỏe của mình, làm việc quá sức lại ăn uống không điều độ khiến cho cơ thể của bạn đang xuất hiện một số dấu hiệu lao lực nhưng lại bị nhầm lẫn với các triệu chứng cảm mạo thông thường nữa bạn tuổi Sửu nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang trải qua một tuần hung vận lấn át cát vận. Cái điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của bạn tuổi Dần trong tuần. Vận trình công danh sự nghiệp của bạn thăng trầm bất định. Dù những ngày đầu tuần với bạn tuổi Dần đang có được chính quan ở bên để bảo vệ, nhưng khi mà các thần này biến mất thì thương quan gây rối sẽ khiến cho tiểu nhân rục rịch tìm tới để hạ bệ bạn nữa. Con đường tài lộc của bạn tuổi Dần trong tuần mới này khá vượng,
nhất là vào thời điểm giữa tuần. Chẳng những chính tài mà cả thiên tài cùng góp mặt báo hiệu cho bạn rằng không chỉ đối với những bạn làm công ăn lương mà ngay cả những bạn kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Cái chuyện tình cảm của bạn Tuổi Dần trong tuần mới này đang có được sao Thái Âm là cát tinh trợ mệnh, cho nên sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là đối với những bạn nữ sẽ dễ dàng tìm thấy được một nửa của đời mình, cái chuyện tình yêu phát triển một cách nhanh chóng ngoài mong đợi nữa. Và trong tuần mới này, đối với các cặp đôi hiểu rõ về tình cảm của đối phương và không thấy gì khúc mắc trong chuyện tình yêu lứa đôi nữa, giữa những hiểu lầm đã được tháo gỡ, tuy vẫn có những lúc bạn cảm thấy hơi hoang mang, nhưng niềm tin mà người ấy tạo dựng ở trong lòng bạn khiến cho bạn quyết định tin vào tình yêu của cả hai nữa rồi. Tử vi tuần mới của ba tuổi Mão, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Bước sang tuần mới này với ba tuổi Mão, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, nếu như bạn muốn có được một tuần làm việc hiệu quả thì hãy tranh thủ giải quyết hết những việc quan trọng, việc gấp thì cần được ưu tiên ngay vào đầu tuần để tranh thủ sự may mắn khi có chính quan ở bên che chở cho bạn. Trong tuần mới này với bà tuổi Mão, rất có thể cũng sẽ phải gặp một vài rắc rối do thiên quan chiếu mệnh mang lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng này không quá lớn, cho nên bản mệnh tuổi Mão không cần phải lo lắng, chỉ cần cố gắng hết sức làm việc và dùng thực tế để chứng minh giá trị của bản thân mình là được. Về phương diện tài lộc của bà tuổi Sửu trong tuần mới này, con đường tài lộc của bạn ở thời điểm giữa tuần khá chi là ổn. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, báo hiệu cho bạn tuổi Dần rất có thể sẽ đạt được những nguồn thu nhập khá lớn trong tuần. Tuy nhiên, điều đó còn đòi hỏi bản mệnh phải hy sinh thời gian riêng tư cùng với những sở thích cá nhân của mình nữa, không được rảnh rang như bình thường. Trong tuần này, bạn tuổi Mão lại đang gặp sao dịch mã chiếu mệnh. Cái điều này có thể gây ra không ít sóng gió trong chuyện tình cảm giữa các cặp đôi. Xa mặt cách lòng, chuyện gì cũng có thể xảy ra và lúc đó chỉ có thể xem tình cảm và niềm tin của hai bạn lên tới đâu, có đủ vững vàng để vượt qua những khó khăn, thử thách dù khoảng cách thời gian đang đặt ra trước mắt hay là không mà thôi. Tử vi tuần mới của bà tuổi Thìn, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là vận trình tuần mới bạn tuổi Thìn đang có điềm báo không được như ý khi tỷ kim xuất hiện khiến cho bạn luôn cảm thấy bất an. Tuy nhiên, bạn đừng lo lắng vì mọi vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần bạn giữ được bình tĩnh thì sẽ nhanh chóng tìm ra vấn đề phát sinh từ đâu và có cách giải quyết ổn thỏa. Từ giữa tuần trở đi là thời điểm mà bạn tuổi Thìn nên triển khai những công việc quan trọng bởi chính ấn sẽ che chở cho bạn, giảm bớt những xui xẻo mà bản mệnh có thể gặp phải ở đầu tuần. Bản mệnh tuổi Thìn có đủ sự tự tin để thực hiện những dự định của mình. Dù ai có nói ra nói vào, bạn vẫn giữ được lập trường của mình là rất tốt. Về phương diện tài chính của bạn tuổi Thìn trong tuần mới này lại không thực sự được suôn sẻ cho lắm. Nếu may mắn thì phải đợi tới cuối tuần, tài lộc của bạn mới có được sự khởi sắc một chút. Tiền bạc không phải quá mức yếu lìa, nhưng tiền có trong tay cũng khó mà giữ được lâu dài. Thời điểm giữa tuần, hung vận rất lớn, với bạn tuổi Thìn cần phải chú ý đề phòng. Tốt nhất là không nên đưa ra những quyết định về vấn đề liên quan tới tài chính vào thời điểm này. Bù lại, trong tuần mới này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được sao Thái Dương dẫn đường chỉ lối cho bạn, cho nên với bạn tuổi Thìn đang có được nhân duyên khá tốt. Đối với những bạn đang còn độc thân nên mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, không nên dành quá nhiều thời gian trong thế giới riêng. Bạn hãy để cho mọi người xung quanh có cơ hội hiểu rõ về con người của bạn hơn. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ,
từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang bước sang tuần mới, cát vận có phần nhỉnh hơn hung vận. Tuần mới với bạn tuổi Tỵ đúng là khiến cho người khác phải ganh tị với bạn. Bạn khởi động mọi việc khá tích cực, nhiều điều kiện thuận lợi để cho bạn có được cơ hội để thành công trong việc hoàn thành các kế hoạch mà mình đã vạch ra. Và tuần này, công việc của bạn tuổi Tỵ đang có được những bước phát triển vượt trội sau những cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. Bạn tuổi Tỵ đang có được cả thiên ấn và chính ấn xuất hiện, trợ vận, bản mệnh không để cho mình bị bó buộc bởi những quy định cứng nhắc mà dám đứng ra để đổi mới. Tuy mạo hiểm, nhưng nếu như bạn thành công sẽ mang tới được nguồn lợi khổng lồ cho bạn nữa. Không những vậy, trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tỵ đang có được chính tài và thiên tài cùng xuất hiện nâng đỡ cho bạn, báo hiệu rằng không chỉ đối với những bạn làm công ăn lương mà cả những bạn kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm nguồn tài lộc cho mình. Tuy nhiên, trong tuần mới này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp sao Thái Tuế xuất hiện và thời điểm này bạn lại đang có điềm báo rất dễ bị tai nạn bất ngờ. Vì thế, bản mệnh là nhớ cần phải cẩn thận khi di chuyển, nhất là đi đường dài, chớ nên đi trong lúc buồn ngủ hoặc là uống rượu bia. Ngoài ra, với bạn tuổi Tỵ cũng cần phải lưu ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình thật tốt nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang có rất nhiều điều đáng mong chờ sẽ đến với bạn trong tuần này. Với những tin vui bất ngờ, có thể là việc liên quan tới công việc, về tài chính, sự nghiệp sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ có được tràn đầy hứng khởi, nhiều năng lượng và thêm phần rất yêu đời. Đời sống cá nhân của bạn lúc này trở nên êm ấm và yên ổn hơn trước rất nhiều nữa. Trong tuần mới này, với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được chính tài nâng đỡ, cho nên bạn tuổi Ngọ sẽ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ về tài lộc. Bạn có thể tìm được những cơ hội hợp tác về đầu tư cùng hứa hẹn. Bạn hãy tự tin để nắm bắt lấy cơ hội đang ở ngay trước mắt mình, đừng có chần chừ hay là do dự quá lâu để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Trong tuần mới này, với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được sao Bách Việt chiếu mệnh, chủ về đào hoa mang tới cho bạn có được nhiều cơ hội để yêu thương, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân. Song, có lẽ do chính bản thân của bạn cũng không xác định được điều đó mà trái tim mình mong muốn là gì, không thể nói rõ được ai mới là người khiến cho trái tim của mình rung động, cho nên với bạn vẫn đang cảm thấy cô đơn, vẫn đang cô đơn giữa cuộc đời này. Bên cạnh đó, đào hoa vượng chưa hẳn là điều tốt vì chúng có thể gây phiền nhiễu cho những cặp vợ chồng trong thời gian giận dỗi, xa cách và lúc này nguy cơ có người thứ ba xuất hiện là rất lớn. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ nên khéo léo hơn trong cách xử lý vấn đề. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp sao Thiên Cậu chiếu mệnh, chỉ ra rằng bạn tuổi Mùi rất dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù bạn đang bận rộn công việc to, lớn tới đâu đi chăng nữa mà thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường, cảnh báo thì bạn cũng nên gác lại công việc và dành thời gian quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Vào khoảng thời gian đầu tuần, bạn tuổi Mùi gặp phải nhiều vấn đề trong công việc do chịu ảnh hưởng xấu của tỵ kim chiếu mệnh. Vì vậy, bạn tuổi Mùi cần phải tránh va chạm với cấp trên, đồng nghiệp xung quanh mình. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, công việc của bạn tiến triển thuận lợi hơn nhiều, thậm chí có được cơ hội để thể hiện năng lực của mình nữa. Không những vậy, kiếp tài xuất hiện ở đầu tuần cũng nhắc nhở bạn tuổi Mùi cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ, có thể là đồng nghiệp, anh em mà bạn tin tưởng sẽ trở mặt
gây ra những rắc rối bất ngờ. Và với bạn tuổi Mùi, hãy giữ bình tĩnh hết sức có thể, không nên nóng vội nói lời tổn thương đến những người vô tội. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này, các chuyện tình cảm của bạn lúc này cũng đang có dấu hiệu đi xuống. Thái độ mập mờ của đối phương khiến cho bạn trong tâm trạng hoang mang và bất an. Bạn cần phải bình tĩnh, đừng có để cho những suy đoán chủ quan hiện tại gây tổn hại tới tình cảm của hai người. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Thân ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân bước sang tuần mới đang gặp thương quan và tỵ kiên cùng xuất hiện. Cái điều này khiến cho vận trình công việc của bạn khó mà phát triển được như ý. Có những tác động từ bên ngoài khiến cho bạn tuổi Thân không thể nào tập trung vào công việc và đó là lý do công việc của bạn cứ bị trì trệ, dậm chân tại chỗ mãi. Lại thêm, trong tuần đang có kiếp tài gây rối, cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn tuổi Thân vì thế mà cũng không được mấy sáng sủa. Với những kế hoạch về tài chính của bạn chưa đem lại kết quả khả quan như mong muốn, có vẻ bạn phải thay đổi một vài dự định để cho phù hợp với hoàn cảnh hơn thì mới có thể thu được lợi nhuận. Thậm chí trong tuần mới này, đối với những người vì tham cái lợi trước mắt mà dễ dàng bị lời lừa gạt của những kẻ tiểu nhân đem tiền bạc tiêu tan đi mất, tiền tiền mà mồ hôi nước mắt của mình vất vả mới kiếm được, đừng có để cho công sức của bản thân mình trở thành công giả tràng. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Thân á, lại đang gặp sao Thiên Đức chiếu mệnh là cát tinh nhập cục, chính là vị cứu tinh cho bạn trong tuần. Nhờ cát tinh này mà bạn gạt bớt được những mưu đồ của kẻ tiểu nhân mà bản mệnh mới có thể đối phó được phần nào, nhanh chóng tỉnh ngộ để không lâm vào cảnh quay đầu không nổi. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp thương quan xuất hiện ngay vào đầu tuần và cái điều này khiến cho bạn tuổi Dậu có thể mắc phải nhiều sai sót không đáng có do mãi lo nghĩ những chuyện ngoài lề. Sự phân tâm này khiến cho bạn tuổi Dậu không đủ tinh thần tập trung vào công việc mà mình đang làm. Và với bạn tuổi Dậu, bạn đang có cảm giác khó khăn vô cùng, thậm chí là có lúc bạn muốn bỏ cuộc, nhưng may mắn bạn đã tìm lại được sự tự tin và nhanh chóng đứng lên trên đôi chân của mình và tiếp tục chiến đấu cho những ngày tiếp theo trong tuần. Chỉ cần bạn cố gắng sắp xếp lại thời gian làm việc sao cho hợp lý thì những khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua được. Vận trình tài lộc của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này lại đang có điềm báo có phần ảm đạm khi bạn đang gặp kiếp tài ngáng đường. Tiền bạc làm chưa thấy đâu mà chỉ thấy toàn chuyện làm mất tiền, tổn hao về tài lộc. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong khoảng thời gian này, tránh làm những việc bốc đồng, sốc nổi. Trong tuần này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp sao Bạch Hổ là hung tinh chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường tình duyên của bản mệnh không được thuận lợi cho lắm. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của bản mệnh, khiến cho bạn thấy mệt mỏi và dễ sinh bệnh nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong tuần đang gặp tỵ kiên và kiếp tài cùng xuất hiện vào đầu tuần, nhắc nhở bạn tuổi Tuất nên suy nghĩ linh hoạt hơn, đừng có quá cứng nhắc, kẻo bạn lại tự làm khó bản thân mình. Có chính kiến riêng là tốt, nhưng đừng có vì thế mà không nghe theo lời khuyên can của mọi người và tới lúc tiền mất tật mang, khó bề kêu ai bạn tuổi Tuất nhé. Họa thị phi cũng có thể ập đến bất cứ lúc nào với bạn tuổi Tuất do ảnh hưởng của hung tinh là thiên quan chiếu mệnh. Bạn tuổi Tuất chẳng làm gì cũng có kẻ xấu đặt điều nói chuyện chẳng đúng sự thật để phá hoại uy tín của bạn, vô tình khiến cho bản mệnh không đạt được vị trí mà mình mong muốn. Đầu tuần với bạn tuổi Tuất
đang gặp kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn cũng cần phải chú ý hơn trong cách chi tiêu tiền của mình. Đừng có tiêu xài một cách phung phí quá mức, bởi điều đó có thể khiến cho công sức của bạn bấy lâu nay trở thành mây khói. Cuối tuần, tài lộc của bạn sẽ vượng hơn, bạn hãy nỗ lực thật nhiều để tăng thêm số lượng về tài khoản của mình. Và trong tuần mới này với bạn tuổi Tuất đó, bạn đang gặp được sao Cát Tinh trợ mệnh. Cái điều này làm cho chuyện tình cảm của bạn và người ấy không vì công việc bận rộn mà ảnh hưởng. Ngược lại, dường như mối quan hệ này càng ngày càng thêm thắm thiết hơn với bạn. Và đối với những bạn đang còn độc thân á, thì có thể thông qua các mối quan hệ xã giao trong công việc mà tìm thấy được người có thể trùng bữa chung bước với mình trên những chặng đường sắp tới nữa. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang có được báo hiệu bạn trải qua một tuần khá ổn định, thậm chí có thể đem đến thành công trong công việc nếu như bạn thể hiện được sự sáng tạo và khả năng gắn kết tập thể với nhau. Và bạn tuổi Hợi, bản mệnh biết cách hợp tác làm ăn hiệu quả với đồng nghiệp nên đôi bên đạt được hiệu suất rất tốt. Đầu tuần, tài vận với bạn tuổi Hợi được suôn sẻ, hanh thông, bản mệnh đang có được thực thần trợ mệnh, bạn có được cơ hội đến để nắm bắt lấy trong tay, không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền hiếm có, làm giàu cho bản thân. Tuy nhiên, tới cuối tuần, vận trình lại đảo ngược, với bạn tuổi Hợi cần phải thận trọng trong các vấn đề liên quan về tiền bạc, kẻo lại đánh mất đi những gì mà mình đang có. Thời điểm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp đại hao là hung tinh chiếu mệnh vẫn đang rình rập, cho nên có thể những vấn đề ngoài dự kiến sẽ phát sinh khiến cho mọi chuyện đi theo hướng mà bạn tuổi Hợi không thể nào quyết định được. Những khi ấy, bản mệnh tuổi Hợi cần phải bình tĩnh và sáng suốt thì mới không đưa ra những quyết định sai lầm. Con đường tình cảm của bản mệnh tuổi Hợi lại đang có được nhiều sự khởi sắc, với những hiểu lầm trước đây đã được trôi qua, đồng thời chúng lại là chất xúc tác để cho hai người hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Nhiều cặp đôi có thể sẽ bàn tính tới chuyện cưới xin có quân trong thời gian này nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.